hôm nay ngày 28 tây tháng 10, 21 trái mướp đi. Trái mướp này cân nặng 600g. 600g. Hai trái đèo. Hái được 20 trái rồi, này tính một trái thôi là 21 trái, hai trái này không tính. Hái được 21 trái mướp rồi các bạn. Hôm nay ngày 27 tây tháng 10 2020. 900g. Dạ các bạn.